đó, nước nó đổ cái gì mà xanh lè xanh lét. Hôm vừa rồi thì ở Đồng Nai bắt một số người giải Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại Cù Lao Phố và ngày hôm nay gửi đến quý các bạn những hình ảnh mới nhất về khu vực cầu Thống Nhất đang được xây dựng. Và trước màn hình quý các bạn có thể nhìn thấy đó chính là khu vực thi công cầu Thống Nhất. Ở phía bên kia đó chính là phường Thống Nhất quý vị. Và phía xa xa góc kia đó là đảo cỏ. Ở lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy là họ đang là hút nước ở dưới khi họ kè để họ đóng cọc để đổ bê tông. Ở phía dưới kia đó chính là làng bè Tân Mai. Ở nguyên khu này là làng bè Tân Mai hết quý vị. Và một số cái khu vực ở đây thì có một số bè thì được di dời, giải tỏa đi để làm cầu Thống Nhất. Đây là cây cầu huyết mạch nối liền từ phường Thống Nhất qua bên Cù Lao Phố và đi về ngã ba Vũng Tàu. Tiếp theo thì xin mời quý các bạn cùng nhìn ngắm toàn cảnh công trình khu vực cầu Thống Nhất từ trên cao. Đây quý vị, ở đây họ có những cái thùng phi. Những cái thùng phi là họ hay làm những cái bè cho nó nổi lên đó quý vị. Lúc này nước sông đã chuẩn bị lên rồi nè. Buổi chiều ra đây ngồi câu cá rất là đã. Các cái khuôn sắt này. Đây có ghế ngồi thư giãn hả quý vị? Những cái xà lan rất là lớn. Phía bên góc kia là một số cái quán cà phê quý vị. Và nước ở đây
Bữa nay không biết họ đổ cái gì mà nó xanh nguy hiểm quá trời quý vị ơi. Đây nè, quá trời luôn. Quý vị thấy nè, đó, nước nó đổ cái gì mà xanh lè xanh lét luôn. Hôm vừa rồi thì ở Đồng Nai bắt một số người giải giống như là hóa chất nhớt gì đó để bắt tôm quý vị. Nhìn ghê chưa? Tiếp tục thì cân nặng này của tôi sẽ di chuyển ra các cái khu vực phía bên đối diện với lại bên đây để quay toàn cảnh khu vực công trình cầu Thống Nhất cho quý các bạn cùng xem. Sau khi đi qua khỏi khu vực đường Đỗ Văn Thi thì cân nặng này của tôi rẽ tay phải vào cầu Hiệp Hòa. Qua khỏi cầu này thì chúng ta sẽ đi vào hướng đi qua phía bên kia của khu vực cầu Thống Nhất. Phía bên tay trái đây là cầu gần nè quý vị. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ di chuyển vào hướng tay phải vào đường Nguyễn Thành Phương. Đường này thì hiện nay có rất là nhiều quán ăn, quán phở, quán cà phê. Khu này chúng ta sẽ đi tắt ra đường Võ Thị Sáu nha quý vị. Ở đây có Garden Ngọc Phát Riverside quý vị, có cà phê và nhà hàng. Đường này là đường Nguyễn Thành Đồng thưa quý vị. Ở Biên Hòa thì có rất là nhiều tuyến đường mới. Nhiều người ở xa quê hương bây giờ đọc những cái tên đường này thì sẽ rất là mới lạ với mọi người ở xa quê hương. Đây là tuyến đường đi ra đường Võ Thị Sáu, khu vực này thuộc B2D quý vị, xây những ngôi nhà liền kề rồi những cái khu được quy hoạch. Đây có các đường N1, đường D4, đường N2. Khu bên đây là đường chẵn, còn khu đối diện là đường lẻ. Đường bên đây là số chẵn thôi quý vị, còn phía ở bên đường bên kia thì là số lẻ.
Đây quý vị thấy là những cái ngôi nhà liền kề này. Chỗ này ngày trước có một số quán cà phê, cũng quán ăn như là Mịt Vườn, rồi cà phê Guitar, cà phê Cát Coi ở đây cũng có một số quán quý vị. Đây, ở trong đây có quán ăn gia đình Mịt Vườn, rồi cà phê Cá Coi đây. Mình sẽ đi vào đường bên trong đây, quay tiến độ thi công mới nhất cầu Thống Nhất cho quý bạn cùng xem. Trong đây có một số khu cho câu cá giải trí, cũng rất là mát quý vị. Vào con đường này thì quý vị thấy giống như con đường quê chưa? Những con đường mòn, rồi hai bên là những cái hàng rào, có những cái cây xanh. Rất là yên bình, rất là mát ha quý vị. Hồi bữa nay họ lấn cái đường chỗ này rộng ra. Đây trước mặt các bạn là công trình xây dựng cầu Thống Nhất. Họ đã kè lại rồi. Đó, sau khi cây cầu được xây dựng xong thì sẽ bắt nối liền từ ở bên đây qua bên phía bên Cù Lao luôn. Và khu này là đảo cỏ. Đứng đây thì quý bạn có thể nhìn thấy được công trình cầu Thống Nhất xây dựng bắt qua khu đảo cỏ. Lúc này nước đã rút hết rồi quý vị. Nhìn nước sông nó rút nè, và nước bắt đầu đang chảy vào nè. Thời điểm này nước đang lên nè. Khoảng một tiếng sau thì nước sẽ lên đầy chỗ này luôn. Đây là cái công trình họ làm bờ kè quý vị, từ đây cho đến xuống tới Bình Đa luôn. Và ngày hôm nay thì kênh Hôm Nay của tôi gửi đến quý các bạn những hình ảnh mới nhất về khu vực cầu Thống Nhất xây dựng từ khu Võ Thị Sáu nối qua đảo cỏ và qua Cù Lao Phố về ngã ba Vũng Tàu. Đến đây kênh Hôm Nay của tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý vị và các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe, đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.